áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đến với phần Glossary, phần từ vựng của Unit 5 Natural Wonders of the World. Các em hãy mở trang 70 ở phía cuối sách ra để xem từ vựng của Unit 5 nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xem phần Abbreviations, có nghĩa là phần viết tắt. Chúng ta có AGJ, viết tắt cho Adjective, có nghĩa là tính từ. AGV, viết tắt cho Adverb, có nghĩa là trạng từ. CON, viết tắt cho Conjunction, có nghĩa là liên từ. And là noun, có nghĩa là danh từ. PRE, có nghĩa là preposition, có nghĩa là giới từ. PRO, pronoun, có nghĩa là đại từ. Và cuối cùng là V, verb, có nghĩa là động từ. Sau đây chúng ta sẽ tập trung vào từ vựng của bài số 5 nhé. Đầu tiên chúng ta có từ đầu tiên, Antarctica. Antarctica, từ này có nghĩa là châu Nam Cực nhé. Các em sẽ nhấn vào âm thứ hai, Antarctica, Antarctica, châu Nam Cực. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa, chính là backpack. Backpack, backpack có nghĩa là từ ba lô, đúng không nào? Từ này thực ra là một từ ghép của từ back và từ pack. Pack có nghĩa là túi, còn back có nghĩa là ở phía sau lưng. Phía túi mà được đeo hay được đeo ở phía sau lưng là ba lô, đúng không nào? Từ này chúng ta sẽ nhấn vào âm đầu tiên, backpack, backpack. Tiếp theo chúng ta có từ boat. Boat, boat, đây là một danh từ có nghĩa là con thuyền, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ boot. Boot có nghĩa là giày ủng. Và các em chú ý, hai chữ O ở đây sẽ được đọc là âm U dài. Cho nên các em hãy cố gắng kéo dài âm ra một chút nhé. Boot. Tiếp theo chúng ta có từ cave. Cave, cave, hang động, đúng không nào? Hang động ở Việt Nam chúng ta có sơn đòn cave. Hang sơn đòn thì chúng ta có thể dùng từ cave trong trường hợp này nhé. Tiếp theo, các em hãy nhìn sang cột phía bên phải với cô nhé. Chúng ta có từ cuisine. Cuisine, cuisine, các em hãy nhấn vào âm thứ hai nhé. Cuisine, từ này có nghĩa là kỹ thuật nấu ăn hoặc là nghệ thuật ẩm thực. Chúng ta có thể dùng từ này trong trường hợp là Việt Nam, Vietnamese cuisine. Vietnamese cuisine có nghĩa là nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa là từ sa mạc. Chúng ta có desert. Desert, các em hãy nhấn vào âm đầu tiên nhé. Desert, desert có nghĩa là sa mạc. Từ này chúng ta có thể dùng trong cụm từ the Sahara desert, đúng không nào? Có nghĩa là sa mạc Sahara. Tiếp theo chúng ta có từ diverse, có nghĩa là đa dạng. Diverse, đây là tính từ, có nghĩa là đa dạng. Các em hãy nhấn vào âm thứ hai nhé. Diverse, đa dạng. Từ này chúng ta có thể biến thành danh từ như sau. Diversity. Diversity có nghĩa là sự đa dạng. Sự đa dạng, diversity. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ forest. Forest có nghĩa là rừng, đúng không nào?
Các em hãy nhấn vào âm đầu tiên của từ này nhé. Forest, forest, có nghĩa là rừng. Từ này chúng ta có thể dùng trong cụm từ u minh. Forest có nghĩa là rừng u minh đúng không nào? Rừng này nằm ở phía nam của Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng sang trang với cô nhé. Tiếp theo chúng ta có từ island. Island, các em chú ý là âm S ở đây là âm câm, cho nên chúng ta sẽ không đọc chữ S lên nhé. Các em hãy nhìn phần phiên âm, chúng ta không có âm S. Chúng ta sẽ nhấn vào âm đầu tiên của từ này nhé. Island, island có nghĩa là hòn đảo. Chúng ta có thể dùng Phú Quốc Island, có nghĩa là đảo Phú Quốc. Tiếp theo, chúng ta có từ lake. Lake, lake có nghĩa là hồ nước đúng không nào? Chúng ta có thể dùng là the West Lake, có nghĩa là hồ Tây đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta có từ mountain. Mountain, mountain có nghĩa là núi đúng không nào? Các em hãy nhấn vào âm đầu tiên của từ này nhé. Mountain, mountain. Từ này có thể dùng trong cụm Everest. Mountain có nghĩa là núi, Everest đúng không nào? Tiếp theo chúng ta hãy cùng sang cột ở phía bên tay phải của trang 71. Các em có từ rock. Rock có nghĩa là hòn đá và phiến đá. Các em hãy chú ý, đây là âm o ngắn và kết thúc bằng âm ca nhé. Rock, các em hãy đọc rất dứt khoát và trong một hơi. Rock, rock. Tiếp theo chúng ta có, chúng ta hãy cùng đi xuống phía dưới. Tiếp theo chúng ta có từ torch. Torch, torch. Các em chú ý, âm o ở đây là âm o dài, nên các em hãy đọc từ này dài hơn một chút nhé. Torch, torch. Từ này có nghĩa là đèn pin. Trong một số trường hợp, từ này còn có nghĩa là cây đuốc nữa nhé. Torch. Tiếp theo chúng ta có từ travel agent. Travel agent, đây là hai từ kép lại với nhau, cho nên chúng ta sẽ có hai dấu nhấn. Travel, chúng ta sẽ nhấn vào âm đầu tiên, travel. Tiếp theo là agent, chúng ta cũng sẽ nhấn vào âm đầu, agent, agent. Travel agent có nghĩa là công ty du lịch. Tiếp theo chúng ta có từ valley. Valley, valley có nghĩa là thung lũng đúng không nào? Valley, các em hãy nhấn âm vào âm đầu tiên của từ nhé. Valley, valley. Thung lũng được hình thành bằng cách, các em có biết không nhỉ? Thung lũng chính là phần trũng ở giữa các dãy núi với nhau đúng không nào? Phần trũng này sẽ được gọi là thung lũng nhé. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa cũng rất là hay, chính là từ waterfall. Waterfall có nghĩa là thác nước đúng không nào? Từ này là một từ ghép của hai từ lại với nhau là water và từ fall. Water có nghĩa là nước, còn fall là rơi xuống. Nơi nước rơi xuống sẽ được gọi là thác nước đúng không nào? Từ này rất dễ nhớ. Đối với từ này các em hãy chú ý là nhấn âm ở âm đầu tiên của từ nhé. Waterfall, waterfall, thác nước. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa, chính là windsurfing. Windsurfing, windsurfing có nghĩa là môn thể thao lướt ván buồm đúng không nào?
wind surfing. Surf có nghĩa là lướt, còn wind có nghĩa là gió. Lướt nhờ gió có nghĩa là một môn thể thao lướt ván, buồm, buồm nhờ vào gió, đúng không nào? Wind surfing, wind surfing. Tiếp theo chúng ta có từ cuối cùng của Unit 5, đó chính là từ wonder. Wonder có nghĩa là kỳ quan, đúng không nào? Từ này có thể dùng trong natural wonder. Có nghĩa là kỳ quan thiên nhiên, đúng không nào? Natural wonders. Vậy đây cũng là từ cuối cùng của Unit 5 rồi. Đây cũng sẽ là phần kết thúc của phần từ vựng của Unit 5, Natural Wonders of the World. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn các em ở những video phía sau nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.